Bạn Thanh Hằng, chào bác sĩ. Em nghe nói giai đoạn 0 đến 2 tuổi là giai đoạn phát triển chiều cao vượt trội. Nếu dậy thì thành công thì chiều cao trưởng thành sẽ gấp đôi chiều cao khi con 2 tuổi. Đúng rồi. Vậy có cách nào giúp phát triển chiều cao tối đa cho con giai đoạn này không? Giống như cái bên trên mình nói, bổ sung vitamin D đầy đủ. Thứ hai đó là chế độ ăn. Các bạn phải tính toán cái chế độ ăn nó vừa phải theo từng giai đoạn. Ví dụ giai đoạn nào? Giai đoạn từ 6 đến 12 tháng tuổi thì cái lượng sữa nó là từ 600 đến 800 cộng với ăn dặm. Giai đoạn từ 12 tháng tuổi trở đi thì cái sữa của nó là từ 400 đến 500 xong cộng với ăn dặm. Thế là cái việc ăn dặm của con nó phải hiệu quả và nó đủ các cái thực phẩm mà nó giàu canxi. Đấy là cái cách hiểu nó cái tăng cân, tăng chiều cao đều đặn qua các tháng. Còn cái thuốc mà các bạn có thể cho con uống ấy, thế là nó chỉ có mỗi cái vitamin D này thôi. Bây giờ thì nó có thêm nghiên cứu đó là vitamin tổ hợp vitamin D cộng với K2 thì nó sẽ tăng cường cái hấp thu canxi cao hơn nữa. Thì các bạn có thể cho con dùng cái này. Và một cái hết sức quan trọng nhưng mà các bạn hay không để ý đến đó là cái giấc ngủ. Nhưng mà sao mình có nhắc đến việc chúng ta cho con ngủ đúng giờ và ngủ sớm buổi tối nó tương đối khó khăn. Đấy, có rất nhiều em bé hiện nay là ngủ muộn 10 giờ, 11 giờ đêm mới ngủ. Nhưng mà phụ huynh chúng ta không thực hiện được cái việc là 8 giờ tối là chuẩn bị cho con đi ngủ rồi. Thì ra khi em bé nó còn nhỏ hẳn ý, tầm khoảng dưới 6 tháng hoặc dưới 1 tuổi thì hay được ngủ sớm hơn. Nhưng bắt đầu qua 1 tuổi hay lớn hơn rồi nó cứ hay sinh hoạt cùng với lịch của gia đình. Mà cái gia đình của chúng ta thì không thể gọi là ngủ sớm. Các bạn phải tách ra, các bạn khi nhà có con nhỏ chúng ta bắt buộc phải tập như thế này. Đó là em bé có thể ăn sớm hơn, em bé có thể chuẩn bị những cái việc tức là dành thời gian cho con đi ngủ sớm hơn, xong sau đấy mới tới thời gian sinh hoạt của mình. Đấy là chuyện bình thường và hưởng tử sẽ phải chia nhau ra, chứ không 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 kiểu với lại luyện cho con cái việc là nó uống sữa xong cho nó tự đi ngủ. Và cái này sẽ phải luyện từ nhỏ vì nhiều mẹ sẽ than phiền là phải tắt điện, phải bế con, phải đi nằm cùng nó mới ngủ, và mình thì không thể đi nằm ngủ sớm với con như khoảng 7 giờ 8 giờ được. Nên các bạn nhớ nhé, cái giấc ngủ này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển chiều cao của con, và chúng ta phải ưu tiên nó và chúng ta có cái sự luyện cái nếp ngủ cho con ngay từ đầu, mà chúng ta bắt buộc phải hy sinh cái việc cá nhân của mình để cho nó đi ngủ trước, xong sau đấy cái việc sinh hoạt của mình sau. Hiểu, con đi ngủ rồi sau đó cái giờ đằng sau đấy mới cái là cái giờ sinh hoạt bố mẹ làm tiếp những việc của mình thì là bình thường ạ. Thì đấy là cách giúp em bé phát triển về cái chiều cao tốt. Còn một cái chú ý nữa đó là sẽ phải hoạt động thể lực nhiều, hoạt động ngoài trời nhiều. Dưới 2 tuổi con không có thu được một cái lợi ích gì theo cái kiểu là xem điện thoại hay là xem máy tính ở những cái chương trình cái YouTube hay chương trình gì gì này, hoàn toàn không cần tiếp xúc với TV điện thoại. Đó, em bé không cần thiết luôn. Những thứ mà cần đó là ví dụ như là sách, là vở mà bạn trao đổi, bạn tương tác trực tiếp với con, bạn chơi với con và bạn đưa con ra ngoài môi trường thì nó sẽ phát triển cái thể lực, nó phát triển cái tầm vóc, cái thể trạng của con nó tốt nhất. Câu hỏi tiếp theo của bạn Kiều Nương. Bé trai nhà em 10 tháng cao 73 cm, mới làm sao để bé tăng chiều cao? Như thế này là ok rồi. Thế lúc tầm khoảng đến 12 tháng, tức là mỗi tháng này nó sẽ tăng khoảng 1,5 cm nữa. Đấy, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 75, 76 là đã đủ tiêu chuẩn về chiều cao của con. Bởi vì trong trong một cái năm đầu tiên nó sẽ tăng được nhiều nhất là khoảng 25 cm. Con của chúng ta khi sinh trung bình nó đang là khoảng 50 cm. Đấy, bạn cứ gọi là gấp rưỡi nó lên là ra cái chiều cao tiêu chuẩn mà con sẽ cần phải tăng được trong cái năm đầu đời. Còn để tăng chiều cao tốt cho con thì sẽ phải uống vitamin D đầy đủ. Và cái lượng sữa đầy đủ theo cái tháng tuổi của con. Mẹ mà cho em bé bú mẹ thì cũng phải chú ý cái chế độ ăn uống để cung cấp đủ cái dinh dưỡng cho cái sữa.